Kênh bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là đường Lê Duẩn này, mặt tiền đường Lê Duẩn của thị trấn Long Hải này. Đây, hôm trước tôi cũng đã có mấy cái video ở cái đường này rồi, nhưng mà chưa giới thiệu với quý vị, giới thiệu lại với quý vị thôi. Có một lô đất ở đây, người ta đã phân lô đều, là chiều ngang 6x27, có 60 mét đất ở. Đây đây có mấy lô, đây, chiều ngang 6x27 thì có 60 mét thổ cư, 6x27 là tới 162 mét vuông. Đấy, đây là đường Nguyễn Tất Thành này. Đấy, cách đường Nguyễn Tất Thành khoảng 40-50 mét. Thì giá chào bán cho lô đất này là 2,6 tỷ quý vị nhá, 2,6 tỷ mặt tiền đường Lê Duẩn, 6x27, có 60 mét đất ở. Chỗ ô tô kìa, đỗ một lô rồi mấy lô đây. 6x27 là hết cái phần đất người ta san lấp đây á, 2,6 tỷ quý vị nhá. Đấy, còn xin nhắc lại với quý vị một cái lô đất khác ở chỗ đống đá kia là 1.800 m2 á, giá bán là 5,2 triệu một mét. Còn có một cái nhà ở trên đường Lê Duẩn này giá bán 4,5 tỷ là 7x19 120 m2. 7x17 120 m2, có 96 mét đất ở, xây một trệt một lầu rồi, 4,5 tỷ. Còn đất đây là 2,6 tỷ, là 6x27 quý vị nhá. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây á thì alo cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngoài ra tôi còn có một lô đất ở chỗ cái phía cột đằng kia, cột điện kia. Đấy là cái đường bê tông chạy thẳng với lại đường Nguyễn Tất Thành. Thì là 6x20, giá bán 1,5 tỷ. Đấy, thì có sơ bộ vài cái thông tin như vậy. Quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.